Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Long TV. Trong phần chơi Crowded, mình đang dọn dẹp lại tất cả mọi thứ, cũng như là đang làm thêm những cái phần repair clue để có thể sửa những cái món đồ cao cấp hơn. Ví dụ như cây này đang là level 5 thì nó chỉ có một đường để nâng lên level 6 làm mighty thôi. Quất luôn 10 cái hả? Giờ sửa bằng gì? Không repair được do nó còn đang xịn lắm. Rồi Linh Rớp, Linh Rớp ta cất vô. Đồ nhện, cái repair clue hơi nhiều rồi đó. Trong tập trước thì mình có đi săn nhện là để xử lý công chuyện đó. Giờ cái chỗ đó chúng ta lát nữa sẽ quay lại một lần nữa. Rồi xong rồi nè, bỏ vô. Rồi còn được nhiêu? Ghê vậy. Ôi xài gần hết luôn mới ghê. Cái đó 8 cái luôn. Dễ săn, dễ chơi, dễ trúng thưởng là tốn nhiều. Còn cái gì mà khó hơn thì nó sẽ tốn ít. Rồi đó, bỏ vô nha. Long quạ là không có đi tìm nè, thì cũng có cả đống luôn. Ngon lành. Rồi vậy là cây, còn cây này Thích Mahua Makuhuti gì đó. Cái chữ đó đọc mắc cười quá. Rồi cái đó là, còn cây này nữa. Cây này phải nâng lên Santi, nâng lên cao. Ồ, còn Santi không? Còn 7 cái, 33 sát. Nhưng mà hết cái Study Marble rồi. Nó phải có công thức thay đổi đỡ qua ha. Vậy là phải đi khám phá thêm. Mình đang coi để mình dọn dẹp lại nè. Ví dụ như cây này Son Morning Star. Muối này là chơi muối rồi đúng không? Chỉ có một cái đường là nâng Mighty thôi, không có nâng cái khác được. Lại có cây Scimitar nữa. Scimitar, chúng ta để coi coi. Study Weston, Crypto Weston 23 hả? Còn này làm cả đống. Chắc nâng cấp cây đó lên luôn. Nâng lên chơi tới bến luôn á. Cây này cũng cần phải được nâng lên. Thôi để nâng cây kiếm trước. Rồi đây là cấp độ 4, cấp độ 5 Mighty. Rồi nó sẽ có thể chọn được một trong những món này. Mặc định là em ấy sẽ có một cái loại trước là Infection á, chất độc á. Thiếu 3 cái. Thiếu 3 cái. Làm 5 cái. 2 3. Rồi để mình nâng lên luôn mà. Chó này lên cấp độ 5. Cái này cũng có thể đánh được nha. Cái này là cây hammer có thể đánh được. Son hả? Cái búa đập. Nhưng mà cái cây này cái tốc độ nó chậm lắm. Xài nó không có thoải mái. Nè. Úi. Đánh không có đã. Đã chơi là chơi minh mây luôn. Đập cây này luôn. Cây này cầm theo là để dọn những cái đồ thôi. Đó giờ còn cây đuốc là phải dục bỏ nè. Để chúng ta đổi cây đuốc khác. Ố về luôn. Nướng quy vò lên liền. Ôi hụt hết luôn mới ghê. À cái cây katana này để coi lên mấy rồi. Katana này là katana mới level 6 à. Rồi vô đây. Rồi quay lại vô chậm cái. Bim Ali Hoop. Kiểm tra thùng rác. Đây. Pin Walker. Đó là cái món mà chúng ta còn sót lại trong đây thôi ha. Pin Walker là cái gì đâu? Cái này có scan được không? Đây là cái Pin Walker Short Circuit. Rồi lấy ra chơi coi. Cấp độ 3 luôn nha. Cầm lên trên tay kìa. Vui. Nè, Pin Walker. Ở cây này nâng cấp được không? Chắc nữa phải về coi thử coi nâng cấp được không. Recipe hình như nó đâu có. Missing Radiant. Có recipe nữa sao? Thấy con kiến ra chơi. Hết hồn liền. Nó có cái short circuit á, là bị ngắn mạch á, giật điện phát ghê lắm. Và không có scan được nha. Không có, cái cây này vậy thôi chứ không scan được. Rồi ta có gì đây? Spiky Sprig hả? Bỏ. Sand Castle. À coi bên đây một cái.
Aerotaxi, Consumable. Consumable cần nhiều hơn. Rồi bên đây Daredevil, đồ ăn. Chắc làm đồ ăn thôi. Ta quay về coi. Có cây này vui vui, đánh cái răng điện ra tùm lum hết. Ê, nướng chín nó luôn. Còn con raw aphid hồi nãy là đem vô đây nướng kiểu này. Chụp vô trọng. Ủa, Dandelion thấp của tôi ở đâu rồi? Dandelion à, để sắp theo, nhiều khi cần nhảy thì nhảy. Rồi chúng ta sẽ có đồ ăn rất là nhiều luôn á. À, cái này sẽ cần phải sửa lại nè. À, giờ phải múc thêm lần nữa đi. Rồi, bấm lộn rồi. Travel. Chúng ta sẽ có nhiều hơn, có thêm một cái nữa. Đó, để mình có thể sử dụng á. Đồ chơi mới có rất là nhiều. Đây, phát cái này repair. À, bộ đồ này nâng cấp tới đâu rồi? Bộ đồ này nâng cấp Supreme Lighting. Ồ, dạ luôn. Có. Có Supreme mà. Supreme. Có không? Không. Supreme Lighting. Ta sẽ ép vô cái nón 55. Và cái áo trước. Ồ, còn một cái. Không đủ cho cái chân. Cái chân phải hai cái. Phải sáu cái. Đẹp rồi. Up lên đều hết luôn. Supreme là kiếm được ha. Chứ không phải là mình làm được. Chưa làm được. Thì sau này chúng ta sẽ làm hết. Còn cái này cũng cất nhà luôn đi. Cất ở nhà. Mình đang suy nghĩ những cái gì cần đem và những cái gì cần bỏ ở nhà. Không phải cái gì cũng đem hết trơn hết á. Cái gì cũng đem mà chỗ đâu để. Rồi bỏ cái này ở nhà. À quên. Chưa coi cây nâng cấp được không. Không để ý. Cây này nâng cấp được. Crystal Weston thôi. Tăng lên. Vô chọt chọt gì này nọ. Mình đang ở chỗ cái khúc cây. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những cái con green bug. Chỗ này phải đi vòng ở đằng sau rồi nó cũng hơi nguy hiểm. Ở đây có mấy con thích nè. Mấy con thích còn ghê nữa. Rồi có mấy con kiến thì nãy giờ cũng xử mấy con kiến luôn. Thích không. Ê, cái thâu thana đâu. Ao, nó cắn ghê lắm thấy không. Đừng có giỡn với mấy con thích. Nó cắn ghê lắm đó. Tôi biết mà. Rồi Koutana. Mình đi coi con Green Bug. Con Green Bug là phải đâm. Đâm nhưng mà phải tươi. Đâu rồi. Ui da. Đồng quá. Còn ngay chỗ đó không thấy nữa. Rồi kiến lửa. Kiến lửa. Beetle hả? Đâu rồi ta? Đi kiếm Green Bug coi. Cái thông. Ôi về luôn, coi chừng ăn cục đá bây giờ đó. Nó sẽ là gì? 500 raw science đơn giản vậy sao? Ồ, đất sét cấp độ 2. Rồi bên đây là gì? Đây là Weevil chứ gì. Còn cục này Supreme Marble. Rồi chặt chém thôi. Vô đây. Thích hả? Thích. Kiếm được thích fan. Chắc chắn luôn. Rồi, chúng ta sẽ cần phải chạy lên đây. Tắm hồi phục một cái. Từ từ. Ố dè luôn. Thấy chưa, thấy chưa. Cái con đó đã màu xanh á. Javelin near luôn, hay quá. Nó đâu rồi? Nãy mới thấy có gì đó nó lắc lắc lung lay ở trong này. Nhện. Đây. Ê. Rồi nó có phun chất độc không? Đó. Green Seal Bug.
ghê quá em ơi. Con này là con quá dữ luôn mà. Au. Đâu rồi? Ấy nó bỏ chạy, bỏ chạy. Ô về luôn. Ô dạ. Bị nó cắn một cái. Au. Rồi dính cái chiêu đó hơi ẩu rồi đó. Ơi nó gầm gừ. Gầm gừ, gầm gừ. Rồi đỡ được nè. Đâm vô cái gì vậy? Ôi hình như nãy đâm vô cái chân hay cái gì đó. Rồi hai cái không? Hai phần luôn. Đủ làm cây đốt rồi đó. Mình đang đi tìm thêm một con nữa. Rồi và có con Rhino Beetle kìa. Chúng ta sẽ cần phải đổi cây này đi. À và đổi cái skill một cái. Rhino Beetle đâu có cần cái đó. Ờ à, có con. Có con nhện. Trong đây là có con nhện. Wheelbarrow. Oh, Ladybird Lava. Rồi đỡ và hốt thôi. Không có Javelin Near thì mấy em cũng bị xử. Mấy em đừng có nghĩ mấy em đông rồi mấy em muốn chơi sao chơi. Từ để mình lấy Javelin Near cái coi. Đây. Ui da. Oh yeah, đỡ hụt. Thấy ghét. Ôi, hai con luôn hả? Căng dở, căng dở. Quang, chưa có đổi cái nón lại. Ở cái này bị đánh gần hư hết luôn. Level 5 mà không xi nhê gì hết trơn ấy. Level 5 không xi nhê gì hết trơn đó. Uh oh. Không chơi Ladybird rồi. Ông chơi. Con Rhino Beetle nó lên tới đây luôn á hả? Cắn vậy. Hai con nhện đang đi tuần tra. Có cái răng ở đâu ta? Lần trước hình như là vì cái răng mình mới bị dí. Không biết tôi ở đâu thì được. Đừng có cố gắng. Biết chưa, biết chưa. Hai con nó cắn liên tục cũng ghê lắm á. Ui da, coi chừng dính độc nha. Con nhện này cũng có độc đó. Rồi đây 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 đây. Một mình em là dễ xử, dễ thở. Em đừng có rộn với tôi. Còn nữa hả? Đâu 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 đâu. Có cái răng, lần trước là mình lên mình lấy cái này. À, chưa. Wheelbarrow, nghĩa là nằm bên dưới. Ở đây có hai con Rhino Beetle á. Mình cũng căng thẳng lắm. Mình hút xỉu con nhện nhỏ này kìa. Oh yeah luôn. Anh Đại chuẩn bị chọi đá. Làm ghê lắm thấy không? Rồi để kiểm tra đầu này coi. Chính xác luôn, đâu đó trên kia kìa. Nhưng mà phải làm sao đó mới có thể leo lên trên kia được. À, theo cách thông thường coi bộ là hơi bị căng á. Ồ, có cái rush trên này nữa nè. Và cái quan trọng là mình cần phải chạy về. Nhưng mà nó chặn đường mình rồi. Sao giờ, sao giờ. Chạy ra nhanh lên. Ý, chạy đi. Chúng ta cần phải nâng cái mặt nạ lên nữa ha. Mặt nạ tính ra cũng cần xài nhiều á. Lỡ như mà nó hư cái á, đang đúng lúc mà chơi với con Rinshieldbug á là không được. Kiến lửa, kiến lửa. Rồi để mình đi về hướng bên này coi. Bên đây có Roly Poly. Rồi có ai nữa? Hết rồi. À chỗ này là bình thường rồi. Ở đây có hai con Roly Poly. Ba con Roly Poly luôn.
quá chừng roly poly luôn. Đã liền. Theo mình nhớ là hình như đây có cái chỗ ngủ của mình nằm đâu đó trên đây. Đây là một cái cành cây. Đâu, đi coi thử coi. Cành cây này dẫn chúng ta đi lên chỗ nào nữa? Có lên nơi cao hơn được nữa không? Fruit Poncho. Có nó nữa kìa. À chỗ này hả? Chỗ này. Đi ra đây. Từ từ, bình tĩnh. Rồi cũng sẽ đi hết. Có mấy cái miếng dầm ở đây nữa. Đâu, để nhảy qua đây cái coi. Rất dọc nước xuống, uống cái coi. Hydration is the key to performance. Thở nha. Giờ đi xuống dưới. Dưới coi thử coi. Đi đường nào xuống vậy? Có cái răng luôn kìa. Có kẹo chua. Chua không? Ai ăn chua không? Đồ chua đây. Thêm phát nữa. Kẹo chua Ares. Có gì bên dưới? Ngay chỗ đó. Ôi đã quá. Khó thai. Apple. Yogi Swan. Có cái đầu đó ở dưới đó đó. Đây nữa. Có gì nè? Ellie Hoop. Ờ, đường này đi đâu đây? Ham vui cái coi. Đường này. Ờ, có con kiến kìa. Con kiến lính á. Raw Science đó chổng. Từ từ. Ta ra ta bốc hốt cái. Ý, có trái bơm được chơi nè. Lấy trái bơm gắn vô luôn. Rồi, Fire End nha. Rồi, kiến lửa hả cưng? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hãy chiến đấu đi. Fire and Mandible. Ha 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 ha. Ôi, cái cây này chọt. Muốn gãy cây luôn rồi. Nữa kìa. Một con thôi. Javelin nia chưa vậy? Ủa, sao nó không ra? Rồi, đỡ. Khoan, bậy rồi. Oh yeah. Tưởng cầm lộn đồ chơi chứ. Rồi sao? Nó đang bảo vệ nguyên một cái khu này luôn. Cái khu này mà nó hồi lại là đã lắm luôn á. Rồi mình sẽ cần phải đổi này một cái. Đổi vô rock rocker liền. Cho đập nhanh chóng. Ốc hốt đồ chơi về. Hồi nãy chỗ kia nó nổ ra có cái gì nữa chưa kịp coi ha. Lo đánh con kiến. Giờ đập ra hết, lấy hết. Bao sân luôn. Quá đã. Đây, kiến lên. Cái này đập một cái là xong à. Còn rớt lại. Cái gì còn rớt lại là lấy. Đây luôn. Rồi để chúng ta vô trong kia coi một cái. Để đi hầm vui một cái. Trong đó có gì chỗ đó nổ. Tôi rất là muốn biết. Ha, răng vàng. Đủ nâng cấp rồi. Mega Mimolar. Bởi vậy phải có thêm mấy trái bơm là vậy đó. Giờ mình ra mình hốt hết tất cả những cái phần khó thai ngoài đó cái đã. Rất là nhiều luôn á. Kiểm tra lại lần nữa. Đã dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta đang có được ở đây bao nhiêu đây? Khó thai một đống.
Quan trọng là cái study kìa. Cái crypto nhiều thì cũng có thể xài được, nâng cấp được. Đang nghe tiếng tiếng con gì đó. Giống tiếng con kiến. Nãy có cái đường từ tổ kiến đi xuống. Đó đó đó. Chắc tiếng con kiến hay tiếng con gì nữa. Có cái scap. Mình cũng sung lắm. Giờ mình xuống kiểu này xong rồi mình lên kiểu nào đây? À, có cái mặt, có cái răng kìa. Ghê quá đi. Chui vô không có được. Nằm ở trong đó luôn rồi. Và chỉ có một con đường đang chờ bạn. Rồi, Supreme đúng không? Supreme. Khoan. Hết chỗ. Hết chỗ. Supreme. Phải bỏ thêm cái nữa. Ăn đồ ăn đi. Ăn đồ ăn vô. Bỏ đi. Supreme. Marble là ít xài. Áo giáp nâng cấp xong xuôi hết rồi rồi. Giờ luôn á. Nè tự dưng khó khăn à. Nó cắn tới nè. Nó cắn tới nè. Biết mà. Sao? Không cắn tới là chết đó nha. Đã nói rồi mà. Cắn tới đi. Đừng ngại ngùng nữa. Ngại ngùng là chết đó. Kiến lửa. Có cái Javelin nè là đâm tới bến luôn á. Chính nè. Chọi luôn. Đây nghe cái keng là biết rồi đó. Rồi thở một cái. Chạy ra đó làm gì? Có đường đâu mà chạy hả em? Nè xử luôn. Có khi nào mất cái cây này luôn không ta? Ê. Nó thấy rồi, nó thấy rồi, nó thấy rồi. Từ từ bình tĩnh. Để mình kéo đồ ăn xuống. Ê, ra đây, ra đây. Mình đi như vậy nè để mình đuổi nó chạy ngược về cái hướng ngoài kia nếu mà nó muốn chạy. Đó. Rồi trong này còn một con này thôi. Em đứng lại cho tôi chọn. Tới bến luôn coi. Này là gì? Crypto Marble. Bùm. Lấy. Supreme Marble. Đứng dữ ha. Lấy luôn, lấy luôn. Đây là nhìn lên. Ánh sáng nó vô nó chói lắm. Crypto Marble nữa. Có nhiều lấy hết. Rồi cục này là Study Marble. Giờ mình cũng biết mình đang đâu nữa. Mình chỉ biết là đang ở bên dưới một cái tổ kiến. Ô về vẫn còn nữa. Ô về luôn. Sao nhiều vậy? Cái cần là khó thai kìa. Nâng cấp vũ khí. Áo giáp thì nâng cấp tới mức độ nào đó là thôi à. Mới làm cái club rồi. Rồi. Đây 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 đây. Hết chưa, hết chưa. Ô về luôn. Thiệt luôn á. Nó cứ nhiều vậy mới chịu. Rồi ta vô bóp hốt, bóp hốt, bóp hốt. Bóp hốt luôn. Hết. Ok. Ấy. Chưa hết. Bên đó hết thôi, bên đây còn cục. Rồi đi lên nha. Đi lên. À ha. 500 raw science. This could work for my science fair project. Hardcore chắc luôn. Ấy luôn. Thừa thắng xông lên luôn.
Hay quá. Đã. Đã. Rồi sao nữa? Bung dù rớt xuống. Ui. Bung dù đáp xuống vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn luôn. Rồi giờ đừng lên nè. Đừng lên. Ủa Ares còn đâu nữa? Có thể là ở trên vẫn còn Ares. Đây là cái đường đi lên. Oh yeah luôn. Kiến càng kiến lửa. Cả một đám mà nó chơi một lượt á, mệt lắm. Để sửa đi, repair lại. Rồi, vũ ra. Có cái răng nữa hả? Có răng nữa. Oh yeah luôn. Nó chơi nó phun ba cái chất dịch tùm lum hết. Ừ. Chủ kiến càng nè. Đó, kiến càng. Kiến càng là kiến lính. Kiến lính lửa. Kiến lửa lính. Vô đây. Ôi, ba cái. Ba chiêu rồi. Không đỡ rồi thôi à. Ở lúc đó không đỡ rồi thôi à. Ôi, còn một con nữa kìa. Ôi, còn con nhỏ nữa. Ôi. Ê, bậy. Bậy quá, bậy luôn à. Cái đó là bậy lắm à. Đông quá. Đông quá ai chơi. Rồi, từ từ nha. Rồi đây. Con kiến lính có thể bỏ. Ê con kiến thợ chứ. Con kiến lính là nó không bỏ đi đâu. Nó sung lắm, nó bảo vệ mà. Đi đâu được. Mấy con à? Một con. Rồi thở xíu. Ta cũng phải hồi phục thôi. Ok. Đỡ một cái con thiệt là đẹp. Sao đây. Đông vậy. Có miếng thịt gì vậy? Đá hả? Đá hay miếng thịt? Worker end. Ôi mình đỡ không kịp. Căng quá. Chỗ này nó tối thui à. Cứ thấy là chơi thôi. Ủa. Có khi nào vô cái tổ bự thiệt bự luôn không ta? Ủa không cắn ba cái hả? Đừng cắn ba cái, đỡ ba cái. Ồ, giờ mới cắn ba cái nè. Cắn ba cái. Ui da. À đó dở. Từ còn con kiến càng nữa kìa, mình thấy nó rồi cho nên mình phải lùi lại. Kẻ địch xâm nhập vô nè em ơi. Kiếm đồ kiến càng đã luôn á. Kỳ này về chắc làm được bộ đồ kiến lửa. Vô đây. Hụt một con. Hết sức. Chạy. Làm quá.
làm quá. Rồi chúng ta nên lấy annihilator. Đúng rồi, annihilator tăng thêm sát thương, đâm chọt vừa mạnh, phải vừa được tăng sát thương thì nó sẽ khác nữa. Ấu về luôn, đập luôn, đỡ cũng có gây thêm sát thương kìa. Rồi chạy đâu, chạy đâu, gâm hả? Chạy đi, kêu con gì nữa tới hả? Rồi đỡ không rồi, số em tới đây chấm hết rồi em ơi. Rồi chọi mất cái cây luôn bây giờ đó. Ao. Kệ nó, đập đồ. Chúng ta xong rồi, nó cũng hết rồi. Nó sợ mình rồi, nó hết máu á, nó sợ mình rồi. Upgrade. Giờ lần đi lần khó, không thể nào bỏ lại được. Nhất là bây giờ đang là ban đêm nữa. Mình nghĩ là mình sẽ lên ngay tổ kiến á. Mà mình đi từ ở dưới lên mới ghê. Ta đi từ trên xuống, đi đi từ dưới lên. Nào, đường này chắc đường lên. Uống miếng nước cái. Đây là donut chân. Lấy mấy cái bánh donut mang về. Nhưng mà rất tiếc em ơi, rất tiếc, rất tiếc, em chọn sai mục tiêu rồi. Em chọn sai mục tiêu rồi biết chưa. Tôi nói mà, sai mục tiêu rồi. Spicy, còn chỗ không? Còn luôn. Ố về luôn. Không ăn nó cũng hư, ổn quá. Đứng dữ vậy. Spicy. Rồi gâm hả? Gâm thì mình không có đem theo cây sẻng để lấy rồi. Rồi chúng ta đi coi đầu bên kia. À, con này nữa. Lấy không? Không khỏi lấy đâu. À, tính ra thì nhiều quá. Lấy cũng được. Tính ra thì nhiều. Cái đó nhiều lắm rồi, cũng không có cần thiết lắm. Tao chua nè. Đập ra luôn. Kẹo chua Supreme, ngon lành. Được luôn. Tới bến luôn. Hết rồi hả? Cây đuốc rồi. Ok, cây đuốc gần đi rồi nha. Cây đuốc là sắp hết xài được rồi nha. Chúng ta chỉ có thể xài được thêm một chút xíu nữa thôi. Để mình coi chỗ này có gì. Đường này đi đâu? Cắn, cắn, cắn. Còn con phía sau nữa. Cẩn thận. Cẩn thận nhưng vẫn bị cắn. Hay quá anh ơi. Anh chọi cái cây hay quá anh ơi. Nè nè, từ 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 từ. Từ từ. Chứng tỏ vẫn còn kiến trong đây. Tiêu của mình là đi làm được cây đuốc để chúng ta có thể sửa lại xài tiếp cho dễ. Ai về vô đây là chơi tới bến luôn. Kiến đâu? Rồi để mình đi coi chỗ này có gì luôn à. Đường đi nó hơi tối một chút. Cố gắng, cố gắng. Chỉ làm hai ba đường nữa chứ. Có gì không? Không.
Lúc cần thì mới mở, còn không cần thì không mở. À, lên tổ kiến. À, đường ngay đây ấy hả? Ồ về luôn, ngon lành. Giờ mình sẽ vô lấy hết tất cả những phần khó thai còn sót lại ở đây. Còn bây giờ, mình sẽ tạm dừng tại đây và hẹn các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.